cao được bao nhiêu vì sao, là trong lòng anh còn thấy nhiều những nỗi lòng. Sợ khi đánh mất nàng khi thu sang lá xanh không mùa vàng. Khi mà... Hey yo, it's me Kitty. Ngày hôm nay tao sẽ dẫn tất cả đi đến một server. Mà tao nghĩ nếu chúng ta gọi server này đứng thứ hai thì chả có cái server nào hạng 1. Chào mừng đến Hero MC, nơi chúng ta tận tâm cống hiến. Chào mừng đến Hero MC, nơi chúng ta dừng chân cho cuộc đời bất biến. Chào mừng đến Hero MC, nơi được dàn streamer chăm sóc tận tình. Gái bọn tao dơ bẩn, thì hãy nhìn lại thân phận mình. Nhìn lại đi. Hero MC thể hiện bản lĩnh trình độ gai góc. Gai góc. Không lo sống low key, ghé ngay qua server Skyblock. Nếu mày thích sống đơn giản, hãy đến thử Survival hoặc Reason. Hay đâu biết đảm bảo streamer sẽ khiến mày viral. Server top 1 Việt Nam, thử nói tao sai đi. Dân cho ba miền thèm khác, còn số phận mày bị tránh như Covid. Đánh không lại, chỉ dở bảo là hách. Mấy thằng này ngáo, lũ đứng sau giống như chúng mày, nên gọi tao là thầy giáo. Học sinh nhiên, thế hệ F1 tinh hoa trường lại cho F2. Lũ nhóm tư tưởng thấp kém, nên lẽ sẽ bút ghi chép lại. Nên biết rằng chỉ động là sai, thể hiện tôi xin lại càng dài. Server đại diện cho ba miền chúng mày, nên biết rõ tên tao là ai. Ay yo, và có lẽ mọi thứ vẫn chưa đủ để nói đến server này nha. Và còn nhiều cái ở phía trước lắm. Hết thì tao nghĩ nên ngồi lại và nghe tiếp nào. Lại đến đến đây thì phải được đi tiếp để cho bà đã có thêm phần ác. Dù thế hệ xa như tao vẫn khẳng định vẫn trên đỉnh cao hơn nhiều server khác. Công hiến hết mình tới hẹn mà chữ tâm, nhưng thế nhưng lại nó nằm ở chữ tâm. Nghĩ rằng có thể dìm của tao chết một lời đếp la tụi mày đã sai lầm. Thể hiện trình độ xem ai cầu thách có thể thử sức nhau tại đời biết. Đời trình BVB đẳng cấp nhưng kiếm không phải là vũ khí chính. Chỉ có cái tay thì mày vẫn chưa đủ, muốn tao đâu ván mà phải cần cái đâu. Dù ở thất bại thì cũng phải thán phục chứ không biết to như một thằng con nít. Nơi chiến thuật được đặt lên hàng đầu tao cần kể đến đó chính là Bad World. Nên như bộ ốc mình cần phải luôn hoạt động và định chiến ở nơi đây đâu khiến bên thằng mà có thở. Bố cụ không giống trong văn thờ, trận chiến không cần sự xích vỡ. Nghĩa tao thảo qua, tao xin mình một trận để cho mày biết thằng nào là master. Murder, mystery chưa từng nhầm chán trong những lần khám phá. Luôn giữ cái đầu lạnh với những người xung quanh, vì khi bất cẩn mày sẽ bị trở thành thánh giá. Cả giết người, luôn bị tàn sát, hết những con đường mà nó đã đi qua. Nếu mày coi thường thì đứng ra một rồi mày sẽ được cảm nhận sự trả giá. Hãy gọi tụi tao là những nhà vua vì cái nghề vàng tụi tao đã ngồi chắc. Đẳng cấp vẫn luôn là điều hiện hữu, thế nên chúng mày đừng có mà thắc mắc. Ngồi bút tao vẫn còn mượt, còn nếu sao thú vị với cho nó hơi chấm dứt. Chấm phải kể tiếp, cả hai còn động lại cho bọn hater. Tụi mày càng thêm tức trận chiến trên không đã được tạo ra. Cho mày nhận ra khi chỉ một lần sống phải đấu hết mình. Chẳng phải vì top 1 mà vì không để cho dự thành số đông. Sao bài này, tao biết có người thích chứ chắc có người ghét. Nhưng tao mặc kệ vì quen tao làm gì. Cái lũ anti chỉ thích người phán xét. Sự thật vẫn đấy, vài người vẫn thấy. Từ ngày đứng chân tụi này vừa bước đi hay để hai bên. Đừng vinh quay có lũ ra tô thì để mà thú vị. Yêu tao thì kệ mẹ mày, tao không yêu lại mày làm gì tao.